một miếng tròn vẹn nha. Mời các bạn nha. Rồi. Quá là ngon luôn nha các bạn ơi. Hey, what's up và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel mình. Thì Phú dạo này ốm nhom, ốm nhách rồi trôn nhiều quá. Wow, đít lép tùm lum. Ngày hôm nay là mình sẽ làm món rất là hay, rất là ngon luôn. Đó là món gì? Gà nướng nha các bạn. Phú Khuyên ơi. Gà đâu? Gà đâu? Gà đâu? Đây đây. Ra đây nha các bạn. Đó. Trời ơi các bạn biết sao không? Tại vì tranh thủ nướng với là trời nó sắp tối rồi các bạn ơi. Nên tranh thủ nướng luôn. Và ngày hôm nay là sẽ đặc sắc hơn, không phải là hai đùi nữa mà bốn đùi luôn. Và ngày hôm nay thì cũng có sự góp mặt của Ram da đen nữa nha các bạn ơi. Đấy, thì các bạn thấy không? Đó trời ơi. Ngày hôm nay là bọn mình chơi lớn luôn các bạn à. Đó. Làm món đùi gà nướng này ăn cho nó thả thích luôn nha các bạn ơi. Đây các bạn thấy chưa? Phú nãy giờ chả làm được cái gì cả. Ăn một không chạy cả. Đây, mình tranh thủ mình nướng nhé các bạn ơi, chứ không là xíu nữa là tối á các bạn. Ui, trời nó sắp tối rồi á, nên mình tranh thủ mình nướng nha các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Món gà của mình thì nước sốt thì các bạn biết rồi, nước sốt thần thánh. Còn cái chưa lật kìa. Ai? Ở giữa. Lật rồi. Giữa. Tao lật rồi. Đây các bạn thấy không? Chưa mà, cái này nè. Lật rồi. Ồ vậy hả? Cũng không có biết gì hết trơn. Đúng rồi á, không biết cái gì hết trơn. Phú không biết, đỡ anh ta. Biết cái gì chưa lật mà. Chưa biết ăn thôi được không? Chưa lật mà. Đó nó nghe thấy mà. Ok, thì các bạn thấy rồi á. Nói chung là một món, nói chung là hương vị đồng quê. Đây là món gà. Và thứ nữa là để xem thử là cái chấm của mình nó sẽ như thế nào. Có nó chấm hả? Và xíu nữa là mình với Lâm Gia Đen ăn thì Phú đứng ở ngoài Phú nhìn. Gì? Sao nữa? Không có được. Chứ mày làm cái gì nãy giờ mày làm cái gì đâu? Phú rớt giùm cho. Thôi, ai mượn mình. Đây là cái nước chấm thần thánh nha. Xíu nữa nước sốt, nếu mà mình sẽ cắt lên. Đây thì ok các bạn ơi, thì bây giờ Lâm Gia Đen sẽ chịu trách nhiệm nước. Phú làm gì vậy Phú? Nãy giờ còn nhìn quá. Ừ, nãy giờ còn nhìn quá. Nãy giờ còn nhìn nè nó. Tại nè, bảo nó đi xíu. Kêu Phú nướng này bị cháy. Nó đi có xíu thôi mà. Đó, giờ xíu ăn. À, xíu ăn được. Phú ăn không Phú? Có sao ăn. Mà xem xíu không cho. Giờ cho mày chọn đùi gà với lại kim cương mày chọn nè. Đùi gà hả? Hả? Chắc không? Hả? Không lấy kim cương đúng không? Đúng nha. Đang hỏi thiệt sự luôn. Đang hỏi thiệt sự luôn. Hồi trưa mày xin tao kim cương á. Giờ này, giờ mày chọn đùi gà hay là kim cương? Trả lời thật sự nè. Nè Phú, giờ chọn đùi gà hay là kim cương? Hồi trước mày hỏi tao không? Giờ nó mới ra cái gì đó. Đang hỏi thiệt luôn mà. Chọn không? Chọn nào? Chọn gì đây? Đang suy nghĩ các bạn. Đang suy nghĩ. Ủa, chọn chưa? Chọn chưa? Đùi gà đi. Chắc hay chưa? Chắc. Ok bạn, Phú chọn đùi gà. Cố gắng. Mai mốt tao không cho kim cương nữa. Ok. Đây thì Lam Gia Đen đang ngửi. Ui, gì đó? Có gì đâu. Cái mùi nó bay quanh quẩn này. Phố bữa mày tàng hình làm gì vậy Phú? Hả? Bữa sau tàng hình làm gì vậy Phú? Chút lừa không? Lừa gì? Thanh này sao mày lừa nó vậy? Bị gì đâu? Tự nhiên đi lừa. Ai kêu ai chơi mày biểu uống gì? Ai biểu lừa tàng hình làm gì? Nước hả? Mày, sao? Nước đó tự nhiên mày ra mà. Tự nhiên bắt tiếng vô. Mẹ ghê. Mày ra được mày múa cột làm gì vậy Phú? Hả? Đâu biết múa rào. Hả? Múa cái hàng rào. Múa cái hàng rào hả? Múa hàng rào với cái cột cái cửa. Tự nhiên. Ok các bạn ơi, thì sau một thời gian thì gà của mình, ôi các bạn thấy không? Quá là ngon luôn. Gắp vô, chín rồi. Đây, mình đã chuẩn bị một cái rau sống nữa đây. Đây, các bạn thấy chưa? Gắp vô. Vô đi. Ok, bây giờ Ram Gia Đen sẽ rắp vô. Gà đây là món gà nướng sốt. Thôi, Phú đi về đi, để lại trong chút. Cầm xíu anh đi xíu rồi về. Cầm xíu rồi về. Gì nữa? Ừ, cầm xíu đi cho chú đi xíu rồi về. Xíu rồi về. Ừ. Rồi ơi, quá ngon luôn các bạn nhìn thấy nè. Ôi ngon không? Để đỡ cho Phú hai cái nha. Rất là ngon luôn nha các bạn ơi. Rồi, nhìn nè. Cho Phú hai cái nha. Cho bạn gì? Hai hello các bạn đi. Xin hai cái. Hello các bạn đi, chào mừng. Xin hai cái. Ôi các bạn thấy chưa? Quá là hấp dẫn luôn. Nè hello các bạn đi Phú. Hello. Rồi xong rồi Phú hết nhiệm vụ rồi đưa đây. Đây. Cái gì vậy? Hết nhiệm vụ rồi mà. Đưa đây mang về cho mẹ. Đây ăn đi. Hả? Anh đi. Đưa tao cầm về. Đưa cầm nặng Phú nhỏ đừng cầm. Tao cầm thôi, cầm mày đi.
cái gì? Thôi thôi, Phú về đi. Về đi. Xong rồi, về thôi. Đi. Xong rồi, nướng xong, xong rồi. Rồi nè, cho miếng rau về nè. Rồi, cho miếng rau về. Vậy. Đó. Wow, thấy chưa? Về hợp lý. Về okay. Đi. Ok. Đây bây giờ mình sẽ thưởng thức món nướng của bọn mình nha. Thì nói chung là ngày hôm nay là món nướng nướng này nướng đùi gà mình dặn kiểu như không phải là sa tế nữa các bạn, mình nướng theo kiểu mới luôn các bạn ơi. Làm gì nhanh ok, bây giờ Phú sẽ thưởng thức nè, cho Phú một. Rồi, Phú thưởng thức coi. Chọn đi, đùi nào, đùi nào. Ăn với rau là ăn cá một miếng cần miếng luôn, chọn vậy miếng một. Ừ, ai ăn vậy? Ok, vậy ăn vui. Ừ. Ăn ăn miếng hết luôn á. Cắn một miếng tròn vẹn luôn. Ồ, chưa mời các bạn luôn á. Mời các bạn đi chứ, ôi trời ơi. Mời các bạn nha. Chưa. Rồi, cắn một miếng cho nó tròn vẹn luôn. Đây. Này 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 nó. Không, chấm. Rồi cho Phú làm gì Phú làm. Một miếng tròn vẹn nha. Mời các bạn nha. Rồi. Rồi, quá là ngon luôn nha các bạn ơi. Trời ơi, nhìn ăn mà bắt thèm luôn á. Đây. Cho miếng tự ăn này. Rồi. Trời ơi, quá là ngon luôn, cho anh Phú trẻ trâu luôn nha các bạn ơi. Cho Phú mà like mọi người. Rồi, quá. Các bạn nha. Đây các bạn nha. Nè. Ngon không? Nhìn nó hấp dẫn không? Còn thêm miếng không? Thôi. Rồi. Ăn thêm rau đi, còn thêm rau không? Thêm rau. Trời ơi. Còn gì bạn? Ôi, nhìn này. Rồi. Trời ơi, quá là hấp dẫn luôn. Còn gì bằng nữa này. Rồi bây giờ đến Ram thưởng thức không này? Thôi mình ăn chung đi. Không, ăn thưởng thức luôn. Thôi mình thích ăn chung mọi người ấy. Để thôi Ram về đi. Ok, bây giờ Ram cho đây thưởng thức. Đây, Ram thưởng thức. Một đùi nào bất kỳ luôn. Sao ăn cái đùi đó nhỉ? Mình thích ăn đùi này mà. Đây. Đấy. Đây, Phú đây. Đang ăn này các bạn. Đây. Đây mọi người nhá. Bây giờ đến Ram mọi người nha. Mình ăn rau với thịt gà luôn. Rồi. Gà ngon đó. Ăn rau. Ăn rau kia thịt gà nhầm. Hư có. Hư có. Thằng này đúng xạo rồi. Xạo rồi. Nhầm. Đây. Thôi nha. Đây, mình ăn trước nha mọi người. Mời mọi người nha. Trời ơi. Thịt gà nó mềm. Mềm. Ngọt cái gì? Ngọt lắm. Rồi, ngọt. Thanh niên ăn. Ui trời. Ngọt quá. Ăn tới tới ớt nó mới ngon. Chúc ăn không? Không, chú nhịn để cho hai đứa bay ăn. Chú có biết ăn cái này đâu. Thì gà ngon quá. Đây các bạn thấy không? Nãy giờ là ăn rau chứ thì gà. Thanh niên ăn kêu. Thanh niên rưới tương ớt đây xong rồi cắn đầu kia, mình không hiểu luôn các bạn này. Đây nhà Phú này, ăn gần hết trơn rồi. Này, giờ cắt phần tương ớt này nè. Nè, cắt một miếng nè, tròn vẹn nè. Ôi. Sống sao nổi đây trời ơi. Trông quá. Ăn thêm miếng rau nữa, ăn thêm miếng rau nữa. Đây, rau nữa nè. Đây, chọn bèn luôn. Trời ơi, cái miệng của thằng Ram là ăn, bao gồm ăn cái gì cũng được nha các bạn. Nè, một miếng nha. Trời ơi, sắp còn chảy luôn. Đó. Nữa đây, chấm đi. Ngon quá mọi người ơi. Ngon nha các bạn. À. Chấm miếng rau tươi nè. Ăn. Chơi chơi chơi. Ngon quá. Vô. Vô. Vô từng đó đã. Ừ. Ngon quá mọi người. Ăn miếng rau tươi. Ngon gì đâu. Hấp dẫn các bạn. Ngon. Ngọt ngọt này, chua chua cay cay. Hả? Ngọt ngọt chua chua cay cay. Ô, từng ớt chấm này. Toàn. Nhất số tao làm mà. Thơm ngon ha. Wow. Nè, ăn rau nha mọi người nè. Không có gì hết, ăn rau vẫn ngon. Quá là ngon luôn nha các bạn ơi. Ngọt quá. Thơm luôn. Đó. Cay thật đã giờ quá. Không ừ. Cãi quá. Nước tương đây. Cho cá một miếng. Cá của mày hả? Lâm luôn. Nào. Cái này còn nóng là ngon quá. Trời ơi. Trời, tao ướp mà không ngon sao được mày. Ngon quá mà. Ngon quá. Ngon cao này. Thì cá ngon.
cay quá. Ngon không? Thử miếng tương này, cho cay cay luôn. Rồi, thiêu. Uống nữa này. À, miếng này sướng ăn sống, sống xa nổi mọi người. Trời ơi, sống xa nổi. Sống xa nổi. Quá. À, lượm luôn này. Trời, à, cho làm cắn miếng nè. Đó. À, này. Con cho phú á, này. Ui trời ơi. Xuất sắc nha. Ngon à. Mm.